Nuôi loạn cá trê cọp rồi thả chung vô cái hồ cá săn mồi luôn, không biết ổn không đây. Chuyện là hôm nay mình mới đi tiệm cá cảnh tậu thêm vài con cá về nuôi chơi nè. Đầu tiên là con cá trê cọp, con này được xem là một loại thủy quái luôn á. Cân nặng khi trưởng thành nó có thể đạt tới 70 kg, còn sự hàm ăn của nó thì khỏi nói, cái gì vừa miệng là nó nuốt hết. Chị chủ tiệm nói là nó mới vừa làm thịt con ngang long rồi, tính ra là giá trị của nó rẻ hơn con ngang long luôn, mà làm kiểu này là chết chị chủ tiệm ơi. Còn cái tên cá trê cọp bắt nguồn từ mấy cái vằn này nè, nhìn giống như là con cọp vậy á, thêm tính hung dữ nữa, nhưng dữ cỡ nào thì nó cũng không biết đòi quà 8 tháng 3 hay là bắt mấy anh ngủ ngoài đường đâu. Đồ tí chứ nhỏ cho nó vài giọt blue kai rồi thả nó vô hồ nuôi. Size cá này thì còn hơi nhỏ, không biết nuôi chung với mấy cá săn mồi khác thì sẽ như thế nào đây. Còn đây là hàng cá ping pong, con cá mà nhìn như trái bóng bàn vậy đó. Mình vào tiệm hỏi mua con cá bóng bàn mà bà chị chủ bà đâu biết gì đâu. Thôi nó nhảm đủ rồi, bây giờ nhỏ cho nó vài giọt thuốc nè, rồi đổ một tí nước ở nhà vô cho nó làm quen, xong rồi thả vô hồ nuôi thôi. Lúc đầu định lấy tạm chục con nuôi chơi mà bà chủ tiệm hết rồi, thôi tạm 2 con vậy cũng được, đỡ tốn.